Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đón xem bản tin Giữ Vững, nói về truyền thống của Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam tại miền Trung Hoa Kỳ qua trại họp bạn định kỳ vào tháng 11 hàng năm. Hiện tại thì Raymond đang có mặt tại thành phố Houston, Texas để gửi về bản tường trình đặc biệt trại Giữ Vững 17 miền Trung Hoa Kỳ. Này, xin được thưa rằng là cái ngày hôm nay cái trại rất là đặc biệt, mặc dù là một cái trại thứ 17 được tổ chức tại miền Trung Hoa Kỳ. Miền Trung Hoa Kỳ là một cái miền rất là đặc biệt, có cái trại truyền thống hàng năm cứ vào tháng 11 trước những tuần lễ của Thanksgiving á, trước những ngày của Thanksgiving á, thì trại này được tổ chức, và trại được tổ chức là với sự tham dự của tất cả những liên đoàn ở tại miền Trung Hoa Kỳ. Có thể nói rằng Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam hay ngay cả những cái chi nhánh thì miền Trung là cái miền duy nhất có một cái trại họp bạn đặc biệt như vậy. Và năm nay trại Giữ Vững 17 còn dùng để là cái trại thử nghiệm để mà chúng ta có được một cái trại gọi là trại họp bạn thẳng tiến 10 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2014 sắp tới đây. Do đó nên cái trại này á, lại sẽ giúp cho các trưởng vừa điều hành công việc vừa thu lượm những cái kết quả đặc biệt như thế nào đó có thể đúc kết lại, và chúng ta có một cái trại họp bạn thẳng tiến 10 sẽ thành công, và thành công trong cái ý muốn của chúng ta. Đặc biệt thì chúng tôi cũng xin được ghi nhận như vậy là ngày hôm nay tuy là một cái trại thử nghiệm nhưng mà chúng ta vào tối hôm qua là đã có gần 800 trại sinh ghi danh, và sáng hôm nay thì con số đã có thể ở 800 hoặc là hơn 800 rồi. Do đó nên nếu mà vào năm tới chúng ta có 2.000, 2.001, 2.002 trại sinh, hay là chúng ta có hơn cái túc số đó nữa, thì hy vọng các trưởng ở tại miền Trung và các trưởng ở từ các tiểu bang xa về đến mà phụ trách trong chương trình của trại đó sẽ giúp trại có những cái trò chơi thật là vui, có những cái ngày hội ngộ của Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam, hoặc là của các trưởng Hướng đạo Việt Nam, hay là của những người đã từng đi hướng đạo sẽ có ngày hội ngộ tại Texas này vào năm tới thật là vui. Hello, xin chào khán giả của đài SBTN. Ngày hôm nay là trại Giữ Vững, là trại tiền thẳng tiến 10, Giữ Vững thứ 17. Và chương trình trại ngày hôm nay, cái mục đích của trại là cái chủ đề là sắp sẵn. Và cái mục đích là để chuẩn bị cho trại tiền trại thẳng tiến 10. Thì chương trình ngày hôm nay thì cũng làm giống như là một ngày trại bình thường của trại thẳng tiến 10. Như mình tập dượt cách ăn uống, cách xếp hàng, cách handle cái hệ thống để scan in, scan out. Đó. Thì sáng nay breakfast went just fine. Kim Sơn cũng tới cater cũng giống như là ngày trại của thằng Tiến 10. Thì ăn sáng nay thì có xí mại với lại bánh mì. Thì trưởng toàn nói là trời ơi nhiều đồ ăn quá, ăn không có hết. Ăn cho tới trưa luôn. Trưa nay thì sẽ có food truck và sẽ serve ngay bên này. Và buổi chiều thì sẽ Kim Sơn lại một lần nữa cho bữa chiều. Còn chương trình trại thì cũng giống như bình thường thôi, thì sáng thì ăn sáng xong rồi tới phần đầu tiên là cái các tiểu trại chia ra buổi sáng là của tiểu trại, tới trưa thì ăn trưa, sang buổi chiều từ khoảng 1:30 cho tới 5:00 là chương trình thứ hai của các tiểu trại trong ngày. Xong rồi tới chiều thì chiều tối thì sẽ có văn nghệ lửa trại, và khuya thì sẽ có chương trình chợ đêm. Dạ, đó thì cũng giống như là của trại thằng tiến 10. Còn ngoài ra khi mà nói về tới vấn đề trại thằng tiến 10 ranch thì bây giờ cái người chủ của trại Golden Ranch họ sẽ bán, họ quyết định là họ sẽ bán cái đất trại này, và họ đang đang trong cái chương trình chuẩn bị để bán. Thành ra họ không có thể commit với chúng ta là cái trại này sẽ available cho trại thằng tiến 10. Thành ra ban tổ chức đã đi kiếm hai cái đất trại khác, một cái là Lake Houston Park và một cái là ở Camp Strike. Camp Strike mới đầu là họ bảo là không họ cũng bán luôn. Nhưng mà bây giờ họ chuyển đi sang cái Camp Strike mới chưa được. Thành ra họ mướn lại cái Camp Strike lại một năm trời nữa là năm 2014. Thành ra khi mình thấy như vậy thì ban tổ chức tới nói chuyện với lại Châu Sam Houston Area Council, và họ đã đồng ý cho chúng ta tổ chức trại thẳng tiến 10 ở Camp Strike. Ngày mai các trưởng từ xa, các tiểu trại trưởng của từ Cali về từ nơi xa sẽ mai đi tham quan đất trại bên Camp Strike để get used to cái tình hình địa lý ở đó làm sao để tổ chức các trò chơi cho các em. Thì mọi chuyện khác thì đều tiến hành bình thường. Ban ghi danh sẵn sàng ready, operation thì đang dợt trại ở đây. Tuy là cái đất trại này không phải là cái final đất trại, nhưng mà cũng không có sao. Những cái process, những cái hệ thống thì vẫn giống như vậy thôi. Nhưng mà cái địa điểm và cái địa lý sẽ khác. California, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện đặc biệt của trưởng Nguyễn Đình Tuấn, văn phòng trưởng niên. Tôi là văn phòng trưởng, văn phòng hướng đạo trưởng niên. Theo cái tổ chức của văn phòng hướng đạo trưởng niên đó, thì là một cái văn phòng liên lạc với tất cả các địa phương mà có những cái đơn vị trưởng niên. Mà trưởng niên là, thì những cái đơn vị đó chúng tôi là gọi là làng. Thì có những lý trưởng của những cái làng đó khắp
nước Mỹ và bên Âu Châu cũng như bên Úc Châu và Pháp và bên Âu, thành từ đó, chúng tôi có cái liên lạc rất chặt chẽ với những cái làng đó. Thì cũng vì vậy mà năm nay chúng tôi có cái tiểu trại trưởng niên ở trong cái thằng Tiến 10. Văn phòng hướng đạo trưởng niên là hiện tại là địa chỉ là ở San Jose. Thì chúng tôi cũng liên lạc với các đơn các lý trưởng của các làng. Thì hiện tại bây giờ trưởng Phước là làng lý trưởng của làng Dallas, thì trưởng được chỉ định làm tiểu trại trưởng trong cái thằng Tiến 10 sắp tới. Sau năm 1975, phong trào hướng đạo Việt Nam tự động ngưng hoạt động tại Việt Nam. Theo làn sóng tị nạn tìm tự do, các trưởng kỳ cựu của phong trào đã tìm cách nối dây liên lạc với nhau trên toàn thế giới. Từ đó, hội nghị trưởng Costa Mesa 1983 đã đánh dấu sự hình thành của Hội đồng Trung ương hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại. Trại họp bàn Thẳng Tiến được biết như một trại họp bàn hướng đạo Việt Nam trên toàn thế giới. Cho đến nay đã qua được 9 cái trại và năm sau đã là cái trại thứ 10. Nếu mà nói tới cái trại giữ vững á, thì tôi phải nói trước trại giữ vững một chút. Là khoảng năm 1978 đó, thì khi mà đến xứ Houston này rồi và cũng tạm gọi là an cư rồi đó, thì tôi rất là nhớ nhung những cái đời sống của phong trào của mình và luyến tiếc và muốn mong rằng làm sao mà hướng đạo Việt Nam đã bị coi như là mất ở tại quê nhà, có thể xuất hiện ở tại ngoài hải ngoại, có thể nói tóm tắt như là một cái giấc mơ mà muốn có cái hướng đạo Việt Nam ở tại hải ngoại. Thì lúc đó có cơ duyên tốt đẹp là chúng tôi có lập được một cái nhóm đầu tiên gọi là Tráng đoàn Trường Sơn. Thì từ trong cái Tráng đoàn Trường Sơn đó thì chúng tôi mới tách ra, Tráng đoàn Trường Sơn mới đi vào trong nhà thờ Lao Vang và lập ra cái Liên đoàn Lao Vang. Và anh Liên đoàn trưởng Liên đoàn Lao Vang đó là lúc đó là xuất xứ là liên đoàn phó của Liên đoàn Trường Sơn. Thì chúng tôi cũng theo giấc mơ mà muốn làm sao phát triển cái phong trào hướng đạo, và giấc mơ là làm sao mà có được cái hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại, và có cơ hội là có duyên là chúng tôi, chính anh Nam là cái người có sáng kiến mà mở cái giữ vững một, tức là bắt đầu của cái giữ vững cho tới bây giờ. Thì trong cái giữ vững một đó, lúc đó thì con số nó rất là còn nhỏ, số liên đoàn còn ít. Cho tới ngày hôm nay thì đã rồi giữ vững 16 rồi, và con số đã tăng dần từ mấy trăm mà lên tới gần 800 rồi. Thì chúng ta thấy rằng cái có thể nói là có cái sự phát triển của cái hướng đạo Việt Nam ở tại miền Trung Hoa Kỳ nói riêng, cũng như là cái hướng đạo Việt Nam ở tại hải ngoại mình, cái sự phát triển rất tốt. Thì nếu mà một cái tổ chức mà nó thuận lòng người, nó có giá trị thật thì nó sẽ tồn tại. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại đó, ngay cả một cái chế độ bạc ác 70 năm qua thí nghiệm cũng đã tan tành rồi đó, mà hướng đạo Việt Nam chúng ta đã tồn tại và phát triển, thì ắt hẳn là chúng ta đã on the right track. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà cơ duyên tốt đẹp đó, thì phong trào hướng đạo sẽ tiếp tục, sẽ có sản sinh được những cái người trưởng trẻ của những cái thế hệ, thí dụ như thế hệ của trưởng trại trưởng hôm nay, trưởng khoa là thế hệ thứ hai rồi. Thì tôi nghĩ rằng những cái thế hệ thứ hai, thứ ba sẽ tiếp tục, và cái phong trào hướng đạo Việt Nam sẽ tồn tại mãi mãi ở tại hải ngoại. Từ Houston, Texas, Raymond xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được tạm ngưng và sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại. Xin mời quý vị đón xem.